Rồi hello anh em ha. Siêu phẩm luôn anh em. Đúng 1 năm trời về được một con Humina 262. Siêu đẹp như vậy anh em, như mấy thùng ha. Anh em mà làm hàng bãi cũng biết. Anh em mà làm hàng bãi mà mua bên Nhật mà mua solo anh em, mua mà kiểu nguyên lô á. Mình nào mà khui công mà gặp được cái này là gung tay luôn anh em. Thật sự là khủng khiếp. Gung tay luôn anh em. Con này là con Humina 262 XP anh em. Quá khủng khiếp. Con này là công suất nó là nằm 48 ly bằng công suất cái thằng Humina 365 anh em. Nhưng mà con này là con chính hãng Thụy Điển anh em. Chạy bền gấp mấy lần con 365 anh em. Chạy ngon hơn rất là nhiều anh em. Cái lam ghim theo máy này nè. Ốc cục. Con này là cái này nó có sửa ấm tay cầm nha nè. Đây. Nó có công tắc bật qua là cái tay cầm này nó nóng lên nha. Cái này là chạy bên Nhật cái nè, mình bật ha. Bây giờ Việt Nam mình thì chắc ngoài Hà Nội bật chứ trong miền Nam là nó nóng nực không có bật đâu. 62cc đầu máy nặng chỉ 5,9 kg thôi nè. Hàng siêu phẩm của Thụy Điển nha nè. Mặt tiền nè nè. Mặt tiền chưa chốc miếng sơn nha nè. Hai ngóc vàng nghính luôn. Humina 262 XPG. Quá khủng khiếp anh em ơi. Quá khủng. Rất là lâu rồi mới về được siêu phẩm. Con này là để XPG là có siêu ấm tay cầm nha anh em. Có xá áp nha. Anh em bấm áp vô giật rất là nhẹ nha. Anh em coi em khởi động một con máy 62cc nha nè. Sẽ khởi động mà nó nằm đang nằm ở trên cái thùng giấy nhỏ thôi, thùng giấy nhỏ thôi anh em. Đây. Kéo chỉ cần nhẹ nhàng thôi anh em. Rồi anh em nào cần thì cứ nhắc cái máy lên alo số điện thoại của em nha. Con này em bán 6 củ 5 nha anh em. 6.500.000. Anh em nào cần thì alo em. Cái giá này thì tại vì nhập cái lô này về nhiều quá mới bán cái giá này anh em. Bán cái giá này không có ai mà có thể bán cái giá này đâu anh em. Quá rẻ. 6 củ 5 cho một con siêu phẩm như vậy. 262 anh em, chạy bền gấp mấy lần con Hu 365 anh em. Mà phụ tùng con này rất là dễ thay thế sửa chữa luôn nha. Anh em mà con này nha, anh em mà chạy chỉ cần yêu cầu cho anh em thôi. Chạy nhớt chính hãng. Khoa tầm đúng cái tỷ lệ của nó, anh em chạy tầm 5-10 năm là chưa nhúng nhích nha anh em. Quá khủng khiếp luôn.